Âm nhạc có thể gọi là một cái cơ duyên từ nhỏ đến lớn. Thì hồi xưa đó thì ba má cho tất cả các anh em đi học piano hết. Nhưng riêng anh lại được học thêm đàn guitar nữa. Thì anh học từ cỡ khoảng 10, 12 tuổi. Sau đến Úc đó thì có một người bạn của một người dì đã giới thiệu đến một cái trường ở đặt ở Darwin. Và để nghe đàn thử thì ông ta mời, rất là thích, và ông ta mời vào để học ở trường đại học ở Darwin. Thời đó nó gọi là Northern Territory University. Sau đó anh lại về Sydney học cử nhân âm nhạc. Và đó là một cái cơ duyên không thể chối từ nữa được. Anh đã tính đi học các ngành khác, nhưng mà khi cầm cái đàn lên và đọc cái nốt thì nó một niềm hạnh phúc vô cùng, không thể làm điều khác được. Đam mê, am hiểu âm nhạc, thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Nguyễn Lê Tuyên cho rằng dường như vẫn còn điều gì chưa đủ trong mình, vẫn còn điều gì đó khiến anh day dứt. Thì anh mới đột nghĩ ra rằng đó là thật ra anh là người nhận diện ra được anh là người Úc, nhưng mà mình là có cái nền tảng là người Việt. Cái nền tảng người Việt này đó nó chưa được khám phá và tìm tòi, được phát huy một cách đúng mức ở nước Úc. Do đó anh nghĩ rằng anh có một cái cơ hội và có thể gọi là một có trách nhiệm để đem những cái văn hóa Việt đưa vào cái âm nhạc đương đại của âm nhạc chính thống của nước Úc. Như Lê Tuyên làm là một hướng kết hợp, tức là dùng kỹ thuật cổ điển kết hợp với chất liệu giai điệu của âm nhạc dân tộc để có những cái tác phẩm mà nó có mang hơi thở của thời đại. Khám phá đó đã khiến anh đặt một nhiệm vụ mới trên vai, mang âm nhạc dân tộc của quê mẹ Việt Nam vào âm nhạc đương đại của quê hương thứ hai. Anh luôn luôn hướng về Việt Nam. Cái đầu tiên mình nghĩ đến ảnh đó là cái tinh thần yêu nước. Và thứ hai nữa là cái tinh thần yêu nước của anh nó gắn liền với âm nhạc. Khi anh về anh thăm Việt Nam, anh nghĩ tới Tây Nguyên. Thì bắt đầu anh sáng tác những tác phẩm nó gắn với Tây Nguyên. Tức thật lòng những người này họ hướng về tổ quốc và họ yêu đất nước thật sự, họ mới có thể làm được việc như vậy. Mở đầu cho chuyến lưu diễn Guitar World Tour 2011, Nguyễn Lê Tuyên mong muốn Việt Nam là nơi đầu tiên anh trình bày những tác phẩm mang hơi hướng dân ca trên nhạc cụ đương đại thế giới. Kết hợp với người nghệ sĩ chơi bộ gõ từ Mỹ, hai người cùng trình bày hơn 10 tác phẩm do chính Lê Tuyên biên soạn. Sự đồng điệu của hai trái tim yêu âm nhạc và đam mê khám phá những nền văn hóa đã mang họ đến với nhau. Đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa giai điệu guitar của Lê Tuyên và tiếng trống Han của Salin, một bộ gõ độc đáo chỉ mới được phát minh khoảng 10 năm nay. Đây là chiếc trống Han. Trong tiếng Thụy Sĩ nó có nghĩa là tay. Đây là sự kết hợp độc đáo từ nhiều nhạc cụ trên thế giới, như ở phần thân trống, mô phỏng tiếng trống của Trinidad và Tobago, tiếng trống Uyu của châu Phi. Phần chóp của trống mang âm hưởng của cồng chiêng Tây Nguyên, Việt Nam. Những giai điệu thấm đẫm tình cảm đã được Nguyễn Lê Tuyên truyền cảm hứng chính từ miền đất quê hương, nơi anh đã sống với tuổi thơ của mình trước khi rời xa. Về Việt Nam lần này, anh đã có cơ hội giới thiệu quê hương mình với bạn bè đến từ Mỹ. Mảnh đất Sài Gòn là nơi chứa đầy ắp những kỷ niệm thơ ấu của anh và gia đình. Những địa danh quen thuộc như nhà thờ Đức Bà,
bưu điện thành phố, là nơi mà theo anh nó vẫn còn lại một dấu ấn gì đó gần nhất với ký ức của mình sau hơn 20 năm trở lại. Nhà thờ Đức Bà. Right, that's the church, the Virgin Mary's church. Notre Dame. I remember when I was about say 6 or 7. Tôi còn nhớ hồi lên 6 hay 7 tuổi, ông ngoại thường chạy xe đạp chở tôi ra công viên Chi Lăng chơi, thường là sau khi hai ông cháu đã uống cà phê và ăn bánh tại quán Gifron. Công viên giờ khác ngày xưa, nó hiện đại hơn nhiều và đã có một tòa nhà lớn, một trung tâm thương mại xuất hiện bên cạnh.